bị so sánh với đàn chị Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư đáp trả, mọi người đừng tâng bốc tôi nữa mà. Mới gia nhập làng giải trí xứ Trung được 3 năm, nhưng Triệu Lộ Tư đã gây được tiếng vang không hề nhỏ khi đảm nhận vai chính trong loạt phim xuyên không mang màu sắc đáng yêu. Mới đây nhất cô nàng vừa có cho mình vai diễn để đời trong web drama Trần Thiên Thiên trong lời đồn, một bộ phim xuyên không tiếp theo trong sự nghiệp của chị Tư. Sau vai diễn này, khán giả đã nhớ đến cái tên Triệu Lộ Tư nhiều hơn, thay vì gọi cô nàng với những biệt danh như Tiểu Triệu Lệ Dĩnh hay Tiểu Song Hikio. Lộ Tư ở Trần Thiên Thiên trong lời đồn. Cô nàng thường được gọi với cái tên Tiểu Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh là cái tên quá quen thuộc với một phim chung, sở hữu vẻ ngoài đáng yêu có lẽ chính là lý do lớn nhất khiến Triệu Lộ Tư được gọi với cái tên Tiểu Triệu Lệ Dĩnh. Thẳng thắn mà nói chẳng mấy ai muốn phải làm bàn sao của người khác. Tuy nhiên Triệu Lộ Tư lại tỏ ra khá thoải mái với sự so sánh này này. Mới đây trong một buổi livestream giao lưu với người hâm mộ, khi bị hỏi về cái tên Tiểu Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư đáp trả rất thoải mái. Tôi không biết mình phải diễn bao nhiêu năm nữa mới có thể đạt được thành tựu như chị Triệu Lệ Dĩnh. Mọi người đừng tâng bốc tôi quá mà. Triệu Lộ Tư rất thoải mái khi khán giả nhắc tới danh sừng Tiểu Triệu Lệ Dĩnh. Tạm gác lại chuyện so sánh, phải thừa nhận chuyện Triệu Lộ Tư thực sự có tố chất để tỏa sáng trong làng giải trí hoa ngữ ngoại hình xinh đẹp lối diễn xuất không hề gây tranh cãi như nhiều tiểu hoa đán đàn trị nhưng còn đóng khung bản thân trong hình tượng đáng yêu có lẽ triệu lộ tư sẽ sớm đạt được thành tựu như triệu lệ dĩnh nếu đủ can đảm để làm mới bản thân và lựa chọn những vai diễn xứng tầm nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất